xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống. thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh đã có không ít những phụ huynh bị sập bẫy với chiêu thức truyền tiền con cấp cứu và chỉ sau ít hôm chiêu thức này đã xuất hiện tại hà nội khiến cho nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang lo lắng. hãy cùng xem những đối tượng này đã làm cách nào để đánh vào tâm lý của những phụ huynh nhẹ dạ cả tin. chiêu lừa đảo truyền tiền con cấp cứu đã xuất hiện tại hà nội. Những ngày gần đây, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người dân tại Hà Nội đã nhận được các cuộc gọi với nội dung Con của mình đã bị cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền phẫu thuật ngay. Mặc dù đã được cảnh báo đó là những cuộc gọi lừa đảo, nhưng vẫn gây tâm lý hoang mang cho nhiều người. Theo nhiều phụ huynh tại Hà Nội, trong ngày 13 tháng 3 vừa qua, họ nhận được điện thoại gọi thông báo về việc con em bị tai nạn đang cấp cứu. Cụ thể, trên diễn đàn lớn về giáo dục, chị Lê Thanh Tuyền chia sẻ Chiều 13 tháng 3, lớp con tôi có phụ huynh nhận được cuộc gọi thông báo về việc học sinh bị ngã trong tiết thể dục và yêu cầu chuyển tiền để phẫu thuật. Rất may, phụ huynh đã trao đổi trực tiếp với giáo viên nên không bị lừa. Chị HK, phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ kể lại. Cùng ngày, chị cũng nhận được cuộc gọi từ số máy 076 986 13 xx Từ đầu dây bên kia, một đối tượng cho hay còn chị bị ngã cầu thang bị hôn mê và phải phẫu thuật não gấp đối tượng yêu cầu chị chuyển 10 triệu đồng và ủy quyền để mổ. Chị cá bức xúc. Rất may đúng thời điểm này tôi đang nói chuyện với cháu qua mạng xã hội nên không mắc bẫy. Cái đối tượng lừa đảo quá ác khi sẵn sàng đưa ra câu chuyện như thế. Cũng nhận cuộc gọi từ số lạ, chị NH, phụ huynh có con đang theo học tại trường Phan Đình Phùng cho biết thủ đoạn của những kẻ lừa đảo là thông tin rằng học sinh bị tai nạn và phải cấp cứu tại Bệnh viện Nam Tử. Chúng yêu cầu phải chuyển khoản tiền để làm các thủ tục điều trị, thậm chí các đối tượng còn giàn dựng cả tiếng còi hú xe cấp cứu, tiếng y tá, bác sĩ để tạo dựng lòng tin. Một phụ huynh khác thậm chí cho biết, sau khi gọi điện thông tin, các đối tượng còn chuyển máy cho một người tự xưng là bác sĩ để trò chuyện tiếp. Vị phụ huynh chia sẻ, tôi rất hoảng nhưng vẫn thấy nghi ngờ vì bình thường các con bị làm sao thì giáo viên chủ nhiệm đều trực tiếp thông báo. Do đó tôi gọi lại cho cô giáo thì biết con vẫn đang trong lớp các phụ huynh rơi vào tình trạng tương tự nên tỉnh táo để xác minh. Rất nhiều phụ huynh tại trường nhận được cuộc gọi lừa đảo vào chiều 13 tháng 3. Chúng tôi đã tới tận trường để xác minh. Rất mừng vì các con vẫn bình an và đang học tập bình thường. Không ngờ rằng kẻ xấu gọi điện cho mình để lừa đảo. Anh CL, một phụ huynh chia sẻ lại trải nghiệm vừa xảy ra. Cứ thường lừa đảo chưa minh ra. Hôm nay đang ngồi thì có cuộc gọi điện thoại tới. Giọng nghiêm trọng họ mình có phải là phụ huynh của bạn nhà mình không? Sau đó, bên đầu dây báo con mình bị ngã cầu thang. Mình có hỏi lại chi tiết thì tắt máy. Định về điện thoại thì bạn nhà mình vẫn ở nhà. Gọi điện thì không vấn đề gì xảy ra. Một phụ huynh khác chia sẻ sau khi nhận cuộc gọi. Dù tôi chưa bị mất tiền oan bởi thời gian gần đây cũng đọc được chiêu lừa tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh. Xong trước tiên thì cũng hết cả hồn, choáng váng khi nghe tin báo thất thiệt rằng con cấp cứu trong bệnh viện. Điểm chung của hình thức lừa đảo này, kẻ xấu có đủ thông tin về tên, lớp, trường mà con theo học. Kẻ xấu đánh vào tâm lý mất bình tĩnh, hoảng loạn của phụ huynh khi bỗng nghe tin con em mình bị tai nạn, đã cấp cứu tại bệnh viện và thiếu tỉnh táo, chuyển tiền ngay để cứu người khẩn cấp. Nhiều ý kiến đặt ra những băn khoăn về nguồn gốc, nguyên nhân để lộ dữ liệu thông tin về học sinh và phụ huynh. Các phụ huynh cũng mong các cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của học sinh tại trường liên quan sự việc trên bà nguyễn thị nhiếp hiệu trưởng trường trung học phổ thông chu văn an tây hồ hà nội cho biết mới đây hai phụ huynh có con học tại trường cũng bị kẻ xấu mạo danh giáo viên nhân viên y tế nhắn tin con gặp tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu cần chuyển tiền ngay để nhập viện may mắn hai phụ huynh này khi nhận cuộc gọi tin nhắn đã cảnh giác xác minh thông tin từ nhà trường giáo viên chủ nhiệm nên không bị lừa hiệu trưởng trường trung học phổ thông chu văn an cho biết sau khi nhận được thông tin nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh của tất cả các lớp trên toàn trường để tránh bị lừa thông báo nêu rõ kẻ xấu nắm rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên kể cả môn dạy nếu cha mẹ học sinh nhận được tin nhắn cuộc gọi tương tự liên hệ ngay với phó hiệu trưởng hoặc thầy cô chủ nhiệm để xác minh đồng thời nhà trường báo cáo với cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời tình trạng này Ngoài ra, trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cũng thông tin cảnh báo hiện tượng lừa đảo qua điện thoại này tới các phụ huynh học sinh. Trong khi đó, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ quận Đống Đa Hà Nội cũng phát cảnh báo. Hiện nay có hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên trường gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn giao thông và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Đề nghị quý phụ huynh cảnh giác, gọi điện cho thầy cô chủ nhiệm để kiểm chứng còn lãnh đạo trường liên cấp Mary Curie quận Nam Từ Liêm ngay lập tức phát đi khuyến cáo khi có sự xuất hiện bất thường xảy ra đối với học sinh, giáo viên chủ nhiệm liên lạc trực tiếp đến phụ huynh nếu cần tiền làm thủ tục nhập viện, nhà trường chủ động thu xếp phụ huynh không cần chuyển tiền cho bất kỳ ai. Có thể thấy các đối tượng dùng thủ đoạn đánh trúng tâm lý lo lắng cho con của các bậc cha mẹ, sử dụng chiêu thức nhắn tin và số điện thoại của phụ huynh là các em học sinh nhập viện cấp cứu cần số tiền lớn lo viện phí. Mặc dù được cảnh báo, thế nhưng không ít phụ huynh vẫn rất hoang mang lo sợ. Trước hết, phụ huynh phải bình tĩnh, phối kết hợp với nhà trường để xác minh thông tin. Bên cạnh đó, để ngăn chặn triệt để vấn nạn này, cần sự vào cuộc mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc ban hành những quy định và chế tài xử phạt thích đáng trên tình trạng nhiều phụ huynh liên tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo, các chuyên gia an ninh mạng đã giải mã hiện tượng này và đưa ra một số khuyến cáo để phụ huynh phòng tránh. có lẽ chính phụ huynh cũng không hề hay biết mình cũng là nguyên nhân vô tình tiếp tay cho những kẻ lừa đảo trên. vậy lời khuyên ngay lúc này là gì? chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân trước chiêu thức lừa đảo chuyển tiền con cấp cứu. Nói về việc gần đây nhiều phụ huynh bị lừa đảo, ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty an ninh mạng thông tin Smart Cyber Security cho biết, Việc các cuộc gọi lừa đảo phụ huynh thông báo là con em mình bị tai nạn và hướng dẫn chuyển tiền để xử lý xuất hiện trong những ngày gần đây là một trong hai cách thức lừa đảo, đó là dựa vào nỗi sợ của mọi người. Ông Tuấn Anh cho biết, thường tin lừa đảo dựa trên hai yếu tố đó là lòng tham và sự sợ hãi khi nghe thấy thông báo con em bị sự cố trong bệnh viện và phải chuyển tiền để xử lý gấp, phụ huynh bao giờ cũng mong muốn việc đó được xử lý một cách nhanh chóng nhất. Trong tình huống như vậy thì cũng có thể có những người không kiểm tra kỹ càng việc chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo. Khi đó, những kẻ lừa đảo thường dùng những tài khoản không chính chủ, chẳng hạn như tài khoản đi mua của người khác mà tiến hành rút tiền trực tiếp hoặc chuyển sang hình thức tiền mã hóa. Và việc truy vết sau đó là vô cùng khó khăn. Chuyên gia an ninh mạng này cũng đưa ra lời khuyên là khi mọi người nhận được thông tin thì cần phải xác minh kỹ càng hơn. Thay vì nghe cuộc điện thoại đó và chuyển tiền thì cần xác minh lại với giáo viên chủ nhiệm, với ban phụ huynh trước khi thực hiện các giao dịch tài chính. Theo ông Tuấn Anh, cùng với việc xử lý các đối tượng trong thời gian qua, các cơ quan liên quan cần câu khai, tuyên truyền mạnh mẽ các chế tài cho các hành vi lừa đảo để làm cho những kẻ có ý định thực hiện hành vi lừa đảo sẽ chuồn bước. Ông Ngô Tuấn Anh khẳng định, quan trọng nhất, người sử dụng cần phải tự nâng cao cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Còn theo ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC, chuyên gia an ninh mạng, Trung tâm giám sát an toàn thông tin Việt Nam, tình trạng lừa đảo thông qua hình thức gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đã không còn mới. Thay vào đó, kẻ gian sử dụng các hình thức mới đánh trực diện vào lòng tin của nạn nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo. Do vậy, người dân chủ động nâng cao ý thức cảnh giác của mình, đặc biệt khi nhận các tin nhắn của gọi đường linh lạ. Ông Hiếu cho biết, chậm lại và không thực hiện theo yêu cầu ngay lập tức là điều kiện tiên quyết để tránh sập bẫy lừa đảo. Cách tốt nhất là bình tĩnh, sau đó nên xác nhận lại thông tin với bệnh viện và trường mà con đang học. Trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi lạ, khi tiếp nhận thông tin cần phải bình tĩnh kiểm chứng, không nên hốt hoảng, rất dễ sập bẫy của kẻ lừa đảo. Đặc biệt đối với các yêu cầu chuyển khoản, xác minh tài khoản, người dân tuyệt đối không làm theo, tránh bị mất tiền. Trước tình hình cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo tăng nhanh, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chính thức triển khai thí điểm đầu số 156 nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Hy vọng rằng với sự nâng cao cảnh giác của người dân và việc triển khai đầu số tiếp nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hạn chế được tối đa tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến người dân vô cùng bức xúc thời gian qua thưa quý vị tất cả những chiêu trò đánh vào tâm lý lo cho sức khỏe của con em người thân bị bệnh rồi yêu cầu chuyển tiền gấp đều là hình thức lừa đảo đặc biệt trong gia đình có người lớn tuổi thật thà lại càng dễ mắc bẫy bên cạnh đó khi đến lớp giáo viên cũng cần phải ra soát điểm danh sĩ số đầu giờ thông báo lên nhóm phụ huynh số lượng học sinh có mặt ở lớp hàng ngày đồng thời thiết lập đường dây nóng đến phụ huynh nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp đó là những phương án cần thiết để không sập bẫy lừa đảo các bạn đã gặp phải tình trạng tương tự như trên hay chưa hãy để lại bình luận phía dưới cùng chúng tôi trao đổi về vấn đề này còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại